mến chào tất cả quý vị đã quay trở lại với chuyên mục audio truyện dài kỳ trên kênh youtube chị dậu tú quỳnh rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi tối ngày hôm nay và trong chương trình phát sóng kỳ này tú quỳnh và ekip của đình tùng voi sẽ gửi đến cho quý vị tập 3 của bộ truyện cơn khát tình yêu được viết bởi tác giả diễm quỳnh xin mời quý vị hãy cùng chú ý theo dõi và đón nghe để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn của tập truyện ngày hôm nay và sau khi lắng nghe thì quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản đó chính là nhấn like chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất nhé chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái một dòng nói bất ngờ vang lên khiến suy nghĩ trong cô đột ngột dừng lại giai kỳ vội quay về phía giọng nói phát ra trên gương mặt nhanh chóng xuất hiện sự ngạc nhiên bác sĩ khôi giai kỳ không giấu nổi sự bất ngờ khi thấy bác sĩ khôi xuất hiện trước quán bar bởi cô chưa từng nghĩ một người như minh khôi sẽ có mặt ở một nơi trụy lạc như vậy gặp lại bệnh nhân cũ minh khôi mừng rỡ vội vàng đến gần cô để bắt chuyện tôi không ngờ cô lại ở đây đấy cô có hẹn với bạn ở đây sao không tôi làm ở đây minh khôi chào mày làm ở đây cô làm công việc gì làm gái câu trả lời thản nhiên của giai kỳ khiến minh khôi đứng hình trong giây lát thoáng chốc anh còn nghĩ cô đang trêu đùa với mình minh khôi nở một nụ cười đầy gượng gạo anh nói thôi cô đừng có đùa nữa cô hẹn bạn ở đây đúng không tôi không đùa tôi làm gái làm cái nghề ngủ với đàn ông để kiếm tiền mấy tuần trước tôi nhập viện cũng vì bị bà vợ của khách thuê người đến đánh ghen đấy cô nói thật sao nhìn tôi giống như đang lừa anh sao minh khôi lắc đầu rồi không nói gì thêm mấy tuần trước ở bệnh viện minh khôi được phân công theo dõi tình hình một bệnh nhân vừa được cấp cứu sau khi bị đánh nhập viện bệnh nhân đó lại chính là giai kỳ nên hai người quen biết nhau lúc nhận được bệnh án minh khôi còn tưởng giai kỳ ẩu đả với bạn học nên mới nhập viện. Không ngờ sự thật không giống như anh nghĩ, chồng cô không hề giống với mấy cô gái làm nghề bán hoa. Minh Khôi im lặng, giai kỳ cũng tự hiểu được một phần vấn đề. Người làm nghề bán thân như cô, mấy ai được người đời tôn trọng? Chắc có lẽ bây giờ Minh Khôi cũng đang tìm cách để tránh xa một người như cô. Dù sao thì anh cũng là bác sĩ, làm trong một bệnh viện lớn. Qua lại với một đứa làm gái như cô cũng không hay giai kỳ không muốn làm ảnh hưởng đến người khác giai kỳ không nói lặng lẽ quay người bước đi nhưng minh khôi đã vội giữ tay cô anh hỏi cô đi đâu vậy đi xa khỏi anh tại sao tại vì tôi làm gái tôi sợ cái nghề bẩn thỉu của mình ảnh hưởng đến anh sự im lặng khi nãy của minh khôi cũng đủ để giai kỳ hiểu chuyện cô vốn dĩ không định nói chuyện này với anh bởi trong khoảng thời gian nằm viện cô nhận thấy minh khôi không chỉ là bác sĩ mà còn là một người bạn tốt nhưng dù cô có che giấu như thế nào cũng không thay đổi được sự thật rằng cô là gái ngạnh không sớm thì muộn minh khôi sẽ phát hiện ra nếu đã vậy đành để anh ấy biết sớm hơn cho đỡ bỡ ngỡ đồng thời cô cũng muốn xem phản ứng của anh ra sao đứng trước những lời của giai kỳ minh khôi không tỏ thái độ coi khinh ngược lại còn rất vui vẻ anh cũng dần nhận ra khoảng không im lặng khi nãy đã khiến giai kỳ hiểu lầm tôi không kỳ thị hay khinh thường ai hết công việc của cô tôi không có quyền can thiệp khi nãy tại tôi ngạc nhiên nên mới không nói được lời nào cô đừng hiểu lầm anh nói thật bác sĩ không nói dối bệnh nhân của mình đâu đây không phải là bệnh viện nhưng cô vẫn là bệnh nhân của tôi bệnh nhân cũ của... minh khôi vừa dứt lời cả hai người đều phải bật cười khoảnh khắc vui vẻ diễn ra ngắn ngủi nhưng ít nhất nó cũng khiến tâm trạng giai kỳ khá hơn rất nhiều giai kỳ nhìn thẳng vào mắt minh khôi ngữ điệu bỗng chốc nhẹ nhàng hơn cảm ơn anh cảm ơn vì điều gì vì anh đã không coi thường tôi trong phút chốc minh khôi bỗng nhận ra cô gái nhỏ đang đứng trước mặt mình đã phải trải qua rất nhiều tuổi nhục nên mới có thể nói ra lời cảm ơn từ những điều nhỏ nhặt nhất. Có lẽ lúc trước cô chưa từng được tôn trọng. Mình khôi không coi thường, không dè biểu, đã là một niềm vui đối với giai kỳ. Bởi từ trước đến nay, cô luôn phải nghe những lời chửi rủa, dèm pha đến từ mọi người xung quanh. Cô biết, bản thân làm nghề này cũng chẳng trong trắng gì, nhưng việc bị họ coi như mầm mềm khiến cô xấu hổ và đau đớn vô cùng Cô không có quyền được lựa chọn Bởi nếu cô có Thì bản thân đã không thành ra bộ dạng như bây giờ Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng Một cách bất thường Tâm trạng của giai kỳ không tốt Cũng khiến mình Khôi bức bối Anh liền tìm một chuyện khác Để xua đi không khí u ám Giai kỳ Cô đừng nghĩ đến những chuyện buồn nữa Cô cứ như vậy cũng không phải điều tốt đâu Giai kỳ hít một hơi thật sâu Rồi gật đầu đáp phải tôi nên suy nghĩ tích cực hơn dù sao cũng chỉ là công việc để kiếm tiền thôi đúng không đúng rồi đừng để tâm lời người ngoài nói làm gì tâm trạng giai kỳ phấn chấn hẳn lên Minh khôi cũng thấy nhà nhõm trong lòng khi không phải nhìn thấy bộ dạng buồn bã của cô bỗng giai kỳ quay hẳn người đối diện với minh khôi ánh mắt cô dán chặt lên người anh hàng lông mày khẽ trâu lại tỏ vẻ nghi hoặc Minh Khôi nhanh chóng nhận ra thái độ lạ mà Giai Kỳ dành cho mình. Khóe môi anh khẽ công lên, nở một nụ cười đầy gượng gạo, lắp bắp mãi mới thành câu hỏi. Sao... sao bỗng nhiên cô lại nhìn tôi như vậy? Trên mặt tôi dính gì sao? Bác sĩ Khôi, bây giờ tôi mới phát hiện ra anh đến quán ba làm gì? Có phải anh cũng tới đây tìm một cô gái xinh đẹp nào đó để giải quay? Những lời chất vấn của Giai Kỳ khiến Minh Khôi ngượng ngùng đỏ cả mặt. Anh không phải bị cô nói trúng tim đen, mà vì đây là lần đầu tiên anh tới mấy chỗ này. Thậm chí ngay cả việc ở trong quán có dịch vụ, phục vụ khách qua đêm, anh còn không biết đến, nói gì là việc tìm gái để giải quay. Minh Khôi nở một nụ cười không thể cường ép hơn. Anh bỗng chốc lớn giọng, đầu oai phong hùng hộ chứng minh bản thân mình trong sạch làm làm gì có đây là lần đầu tiên tôi tới đây chẳng qua hôm qua có buổi gặp mặt nhóm bạn cũ bọn họ rủ tôi đến đây cho nên đến nay mới tới sao phải giai kỳ cô tin tôi đi đây là lần đầu tiên tôi tới mấy chỗ như thế này tôi không phải kiểu đàn ông ăn chơi xa đọa cô đừng hiểu lầm tôi nhìn tường tận sự bối rối hoảng loạn của Minh Khôi giai kỳ bật cười thành tiếng lúc còn ở bệnh viện cô cảm thấy minh khôi là người rất bình tĩnh nhưng bây giờ hình tượng người đàn ông điềm tĩnh đã hoàn toàn biến mất hóa ra anh cũng có những lúc hoành hoạn như bây giờ sở dĩ giai kỳ hỏi mấy câu như vậy chỉ đơn thuần là muốn bầu không khí giữa hai người bớt căng thẳng bớt nhàm chán mà thôi tuy quen biết nhau không lâu giai kỳ cảm thấy minh khôi không phải là hàng đàn ông lúc nào cũng ham mê tình dục điều cô chẳng ngờ tới là việc Minh Khôi phản ứng kịch liệt như vậy. Giai Kỳ nhìn Minh Khôi rồi cười nói. Tôi chỉ trêu anh thôi, đừng nghĩ quá vấn đề. Vậy cô không nghĩ tôi là... Tôi không nghĩ gì đâu. Thế thì tốt. Minh Khôi thở phào nhẹ nhõm, khi nãy anh thực sự rất hoảng sợ. Sợ Giai Kỳ hiểu lầm bản thân là một kẻ thích đến những nơi giống như vậy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân. Đứng thêm một lúc, Hai người cũng nói thêm được vài chuyện Nhưng khi thấy chiếc xe máy của thằng Hùng đứng phía xa Giai Kỳ đành phải cắt ngang cuộc trò chuyện Cô tạm biệt Minh Khôi Rồi lên xe trở về dãy trọ Cùng với Hùng Chở cô đi được một đoàn <laughs> Chở cô đi được một đoàn Thằng Hùng lại bắt đầu nổi máu Tò mò tộc mạch Chuyện của người khác Nó hỏi Cô với thằng kia nãy là gì đấy Khách mới sao? Hay là bạn trai mới quen? Anh Khôi không phải bạn trai, cũng không phải khách của tôi. Anh ấy là bác sĩ điều trị cho tôi lúc ở bệnh viện. Anh đừng có suy diễn lung tung. Ờ, cô nói vậy thì nghe vậy thôi. Tại tôi thấy hai người cũng thân thiết rạp phết. Cô mà không cẩn thận thì xem chừng có người đánh ghen đấy. Ghen? Ghen cái gì mà ghen? Anh Toàn nói những thứ không đâu. Tập trung lái xe đi. Giai kỳ nén tiếng thở dài rồi không chấp nhận mấy chuyện vặt vảnh với một đứa như thằng Hùng. Cô biết, câu nói khi nãy, nó đang cố tình nhắc đến ai. Chuyện Đình Tuấn để mắt đến cô, không chỉ những người trong dãy trọ, mà cả Bảo Kê đều biết. Thế nên mấy lần cô làm sai quy định, bọn chúng có dám hò hè hay lớn tiếng với cô đâu. Tại bọn nó sợ có người mách với Đình Tuấn, thì cái mạng quen giữa cũng chẳng xong. Nhưng, trong chăng mới biết chăng có rận quan hệ giữa cô và đình tuấn không đơn thuần như mọi người vẫn nghĩ họ thấy anh ta đặc biệt quan tâm cô nhưng sự thật thì anh chỉ muốn chơi đùa với cô có vài lần giai kỳ thắc mắc mãi lý do tại sao là cô mà không phải là người khác nhưng lâu dần điều đó chẳng còn quan trọng vì một khi đình tuấn cảm thấy chán ghét sẽ từ khắc từ bỏ cô chữ ghen mà thằng hùng nói khi nãy sẽ chẳng bao giờ xuất hiện trên mặt đình tuấn người ta bảo có yêu mới có ghen nhưng đình tuấn thì không yêu cô anh sớm đã có người trong lòng mình chạy xe được một đoạn trên đường giai kỳ phát hiện hân đi cùng với một người đàn ông trên vỉa hè cô nhớ khi nãy trong quán anh hải nhất quyết không cho cô đi tiếp khách vì trên mặt cô có nhiều vết bầm tím lúc sáng khi xảy ra ẩu đả với hân cô cũng khiến cô ta bị thương trên mặt vài chỗ giai kỳ cứ nghĩ hân sẽ không được đi tiếp khách giống cô nhưng những gì cô thấy trước mặt lại hoàn toàn trái ngược nghi ngờ hơn lén lút đi khách ngoài giai kỳ vội vàng vỗ vai thằng hùng mà hỏi đây hôm nay hơn có đi khách không thằng hùng không chần chừ gật đầu đáp ngay có con đấy vẫn đi khách khi nãy tôi chở nó đi tới chỗ khách rồi mới tới đón cô về đấy chứ vậy sao có chuyện gì không không có gì tôi chỉ thắc mắc thôi hùng không suy nghĩ nhiều cứ tiếp tục lái xe chở giai kỳ về dãy trọ suốt một quãng đường ngồi sau xe giai kỳ trầm tư suy nghĩ mãi một chuyện mà cô không thể hiểu nổi những chuyện diễn ra sau ngày đầu tiên với đình tuấn thực sự rất kỳ lạ mọi việc cô làm giống như đang bị ai đó âm thầm phá đám nhưng giai kỳ nghĩ mãi cũng không thể nào hình dung được lý do giải thích cho những chuyện trùng hợp ngẫu nhiên ấy đưa giai kỳ Đến trước con hẻm nhỏ, lối vào dãy trọ, thằng Hùng liền quay đầu xe phóng đi thật nhanh. Gia Kỳ đứng lại phía sau còn chưa kịp nhắc nhở nó đi đường cẩn thận, thì đã không còn thấy bóng dáng đâu. Cô nhìn theo xe thằng Hùng, khẽ lắc đầu ngao ngán. Với cái tính thích thể hiện, phóng xe như nó có ngày xảy ra chuyện cho xem. Mặc dù cô đã cố ý nhắc nhở vài lần, nhưng đâu lại hoàng đấy. Gia Kỳ quay lưng, chậm rãi bước vào bên trong con hẻm nhỏ tối tăm. Ngay lúc này đây, cô ước trong con hẻm này có thêm một vài cái đèn đường soi sáng. Đoạn đường từ đầu hẻm vào dãy trọ không quá dài, nhưng cũng đủ để thấy rùng mình vì sự tối tăm. Đi một đoạn, Giai Kỳ bất ngờ bị một người lạ mặt kéo vào một góc khuất khác trong con hẻm. Cô hoảng loạn la hét cầu cứu, nhưng miệng đã sớm bị bịt chặt. Trong khi cô cố gắng vùng vẫy để thoát thân, thì ánh sáng hiu hắt từ ánh trăng rọi xuống khiến cô lờ mờ nhận ra người đối diện dĩ nhiên người đang đứng trước mặt cô chẳng phải ai xa lạ mà chính là Đình Tuấn người đàn ông này cũng thật kỳ lạ kỳ lạ từ tính cách đến cách mà anh ta xuất hiện trước mặt cô Đình Tuấn luôn có mặt một cách rất bất ngờ gia kỳ tròn xoay mắt ngạc nhiên nhìn anh không kìm lòng mà thắc mắc Tuấn sao anh lại đến đây tôi... Định Tuấn nói mãi không thành câu, hơi thở vô cùng khó khăn. Giúp tôi. Giúp anh. Ngay lúc này gia Kỳ nhìn xuống, dưới ánh sáng chập chờn từ mấy căn nhà hai tầng ngay sát cạnh, cô thấy chỗ bàn tay Đình Tuấn đang ôm chặt, chảy rất nhiều máu. Phần bụng bên phải của Đình Tuấn chảy rất nhiều máu, máu thấm qua lớp áo, thậm chí còn loan ra cả bàn tay anh. Lần đầu tiên chứng kiến người bị thương nặng như vậy, Gia Kỳ hoảng loạn vô cùng, cô lúng túng đỡ Đình Tuấn ngồi xuống dưới đất để anh tựa lưng vào tường. Gia Kỳ run rẩy lấy trong người một chiếc khăn tay rồi đặt lên vết thương để cầm máu. Nhưng máu vẫn không ngừng chảy ra, thấm đẫm cả một mảnh trên khăn. Lúc này Gia Kỳ đã không thể giữ nổi bình tĩnh, cô sợ Đình Tuấn xảy ra chuyện, vội vàng khuyên ngăn. "Tuấn, vết thương chảy máu nhiều quá, em đưa anh đến bệnh viện cấp cứu nhé." Không cần đâu, cô chỉ cần cầm máu cho tôi thôi. Nhưng mà em sợ vết thương sâu, máu chảy ra nhiều lắm, anh theo em đến bệnh viện đi. Đình Tuấn không còn sức để lớn tiếng quát mắng, anh chỉ có thể nặng nhọc nói ra từng chữ. Tôi không đi. Nhưng... Vết thương vẫn đang chảy máu, Đình Tuấn lại cứng đầu không chịu đi theo cô đến bệnh viện. Giai kỳ không còn cách nào khác, đành phải tự mình cầm máu giúp anh cô đặt lên miệng vết thương chiếc khăn, rồi dùng lực vào hai bàn tay, liên tục ấn mạnh vào vết thương để tạo áp lực. Cứ như vậy Giai Kỳ lặp đi lặp lại động tác vài lần, đến khi không còn dấu hiệu bất thường. Giai Kỳ run rẩy bỏ chiếc khăn ra khỏi vết thương của Đình Tuấn, thấy máu đã ngừng chảy, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trên người không còn chiếc khăn nào khác, Giai Kỳ đành phải xé rách một miếng vải từ áo của mình rồi băng bó vết thương lại cho anh. Hoàn thành xong việc sơ cứu cũng là lúc cô mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh anh, mồ hôi trên trán nhễ nhại nhưng gương mặt cô đã bước đi được phần nào sự lo lắng. Nhìn sang phía Đình Tuấn thấy anh trong bộ dạng nhếch nhác, đôi môi tái nhợt, mồ hôi chảy dọc xuống từ thái dương. Khi phải chịu đựng cơn đau, cô run rẩy đưa tay lên lau mồ hôi cho anh, giọng nói bỗng chốc trở nên nghẹn ngào. Tuấn, anh có ổn không? em đưa anh đến bệnh viện để kiểm tra lại nhé. Định Tuấn hít thở nặng nhọc, khó khăn nuốt nước bọt, rồi nói. Chẳng phải máu đã ngừng chảy rồi sao? Đến bệnh viện làm gì cho mất thời gian? Nhưng đây là tính mạng của anh đấy, anh phải biết bảo vệ mình chứ. Đến bệnh viện khám lại thì đã sao? Cô lắm lời thế, tôi đã bảo ốm là ốm, leo nhèo điếc hết cả tay. Đình Tuấn vừa dứt lời thì bên tay liền truyền đến tiếng khóc nức nở anh quay sang bên cạnh mới phát hiện ra giai kỳ đang khóc từ lúc phát hiện đình tuấn bị thương mặc dù rất hoảng loạn giai kỳ vẫn phải cố gắng gượng kìm nén cảm xúc để cầm máu giúp anh tới hiện tại bị đình tuấn lớn tiếng quát mắng giai kỳ không thể nhẫn nhịn mà bật khóc giai kỳ khóc đôi vai gầy run lên theo tiếng nức khiến đình tuấn lúng túng anh ghét nhất phải nghe thứ âm thanh ấy ghét nhất là thấy phụ nữ khóc, nhưng nhìn cô khóc, anh không đành lòng. Định Tuấn chẹp miệng một cái, rồi nàng nhọc nhích tường chút một gần về phía cô. Anh đưa tay lên nhẹ nhàng lau nước mắt, ngữ điệu vẫn không bỏ được sự hằn học. Đừng khóc nữa, tôi xin lỗi. Tôi không nên lớn tiếng với cô. Anh Gia Kỳ tức giận với thái độ của Định Tuấn, vốn định lớn tiếng mắng anh, nhưng lại bị tiếng nứt chen vào cô cứ sụt sịt mãi một lúc lâu tay liên tục lao nước mắt đến khi bình tĩnh hơn mới tiếp tục nói anh có biết lúc vết thương không ngừng chảy máu em lo cho anh thế nào không hả anh không nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho người khác chứ bà cô mít ước tôi không lo cho tôi thì kệ tôi với lại tôi mồ côi việc gì phải nghĩ đến người khác nhưng anh vẫn còn có có gì còn có gì giai kỳ đột nhiên cứng miệng không nói thêm được một câu tự thấy ngượng ngùng rồi quay sang phía khác đình tuấn như nắm được khớp người đối diện liên tục gặn hỏi như đang muốn làm khó có điều bị đình tuấn treo chọc đến đỏ mặt giai kỳ không chịu nổi liền xấu hổ làm liệu anh im miệng lại nói thêm một câu em bỏ mặt anh ngồi đây một mình đấy được rồi tôi không nói nhưng đợi đến khi tôi khỏe lại nhất định sẽ tìm cách khiến cô phải nói ra. Giai kỳ không để tâm đến lời Đình Tuấn nói, chuyển ánh nhìn xuống vết thương trên bụng anh. Khi nãy băng bó cô thấy miệng vết thương vẫn còn hở, độ dài cũng khá lớn. Cầm máu được là một điều rất may mắn. Nhưng Giai Kỳ cảm thấy Đình Tuấn vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra lại vết thương. Khi nãy cô chỉ băng bó thông thường, nếu nhiễm trùng thì sẽ rất nguy hiểm. Bàn tay nhỏ bắt đầu di chuyển, nắm chặt lấy tay anh kéo nhẹ vài cái. Đình Tuấn nhanh chóng nhận ra hành động khác thường của Giai Kỳ. Anh nhíu mày hỏi. Lại làm sao? Tuấn, anh đến bệnh viện để kiểm tra lại vết thương đi. Lỡ có xảy ra vấn đề gì nữa? Thì sao anh? Mấy lời tôi nói khi đấy, cô không hiểu hay là cô bị điếc? Tôi nói tôi không đến bệnh viện. Nhìn vết thương khá lớn, anh cứ đến kiểm tra một lần xem sao. Không đi là không đi, đừng nhiều lời. Tính tình Đình Tuấn cứng đầu từ trước đến nay, nhìn sắc mặt giận dữ đến đỏ bừng của anh. Cô biết dù trời có sập thì anh nhất quyết không bao giờ tới bệnh viện. Nhưng Giai Kỳ cũng bướng bỉnh không kém. Dù sao cuộc sống sau này của cô vẫn phải phụ thuộc vào anh. Cô còn chưa kiếm được tiền để tự chuộc thân mình thì sao có thể để anh mất mạng được chứ? Giai Kỳ ôm chặt lấy cánh tay Đình Tuấn rồi bắt đầu dở trò ăn vạ. Tuấn, nghe một lần được không? anh chỉ cần đến kiểm tra thử thôi không mất nhiều thời gian đâu nhé sao cô ly thế một lần thôi mà em không muốn anh xảy ra chuyện đình tuấn bị giai kỳ làm cho mềm lòng nhưng anh vẫn chưa thể quyết định ngay dáng vẻ lo lắng sợ hãi đến run rẩy của giai kỳ lúc cầm máu anh đã nhìn thấy rất rõ anh biết cô nói mấy lời này không phải giả dạ dối mà đều là thật lòng cô sợ anh xảy ra chuyện nên mới khuyên anh đến bệnh viện còn anh vì một số vấn đề Nên mới ngập ngừng không tới những nơi đó Giai kỳ ôm chặt lấy cánh tay Định Tuấn Cô hắn giọng thuyết phục một lần nữa Theo em đến bệnh viện được không? Định Tuấn quay sang Nhìn thẳng vào mắt Giai kỳ Anh chần chừ một lúc Rồi gật đầu đồng ý Giai kỳ vui mừng Nhanh chóng đỡ anh đứng lên Nhưng vừa đi được một bước Đình Tuấn đột nhiên đứng khựng lại Chẳng lẽ anh lại đổi ý Cô quay sang phía anh, thắc mắc. Anh không đi đổi sao? Hay là còn có chuyện gì khác? Anh lắc đầu chần chừ mãi mới nói. Cô không được rời khỏi bệnh viện cho đến khi tôi khám xong. Em biết rồi, em sẽ đợi anh. Vừa dứt lời, Giai Kỳ dìu Đình Tuấn ra khỏi con hẻm nhỏ rồi bắt một chiếc xe trên đường tới bệnh viện. Khoảnh khắc anh ngượng ngùng yêu cầu cô không được bỏ rơi mình trong bệnh viện. Cô bỗng hiểu ra một vài chuyện. Người đàn ông mà từ trước đến nay luôn tỏ ra mạnh mẽ, độc biện. Mỗi khi gặp cô, lại không hề mạnh mẽ như vẻ bề ngoài của anh. Rất nhanh sau đó, chiếc xe đã dừng trước cổng bệnh viện. Trả tiền xong, gia kỳ vội vàng đỡ Đình Tuấn vào bên trong. Cô nói sơ qua tình hình của anh với y tá. Cô nói sơ qua tình hình của anh với y tá, rồi đi theo sự chỉ dẫn của y tá đến phòng gặp bác sĩ. Công việc của Giai Kỳ chỉ kết thúc khi Định Tuấn được đưa vào bên trong, gia Kỳ ngồi trên chiếc ghế bên ngoài dãy hành lang, đang chờ đợi kết quả. Mỗi giây phút trôi qua, cô đều vô cùng lo lắng, vậy nên ánh mắt chưa từng rời khỏi cửa phòng bệnh. Đợi thêm được một lúc, tiếng bước chân vang lên trên dãy hành lang vắng. Một người đàn ông khoác chiếc áo blues trắng, dừng lại kế bên gia Kỳ rơi lên tiếng. Muộn rồi cô đến bệnh viện làm gì thế? Nghe có tiếng người, Giai kỳ vội vàng quay sang bên cạnh. Vừa nhìn thấy Minh Khôi, cô lập tức đứng dậy chào hỏi. Bác sĩ Khôi, giờ này anh vẫn chưa tan làm sao? Hôm nay tôi có ca trực đêm ở bệnh viện. Sao cô lại đến bệnh viện giờ này? Trên người cô còn có rất nhiều máu. Cô bị thương ở đâu sao? Minh Khôi lo lắng, sốt sáng muốn kiểm tra. Giai kỳ có vết thương nào nghiêm trọng mà khiến quần áo cô dính nhiều máu đến như vậy? nhưng đáp lại sự lo lắng của minh khôi giai kỳ nở một nụ cười lắc đầu đáp không phải máu của tôi là máu của một người bạn anh ấy bị thương nên tôi đưa tới bệnh viện kiểm tra ra là như vậy cô không bị thương là tôi an tâm an tâm anh lo cho tôi đến vậy sao hay là anh có ý gì khác với tôi giai kỳ nhíu mày đầy nghi hoặc từ lúc nói chuyện trước quán bar đến lần gặp bất ngờ này cô cảm thấy mình khôi đối xử với mình rất kỳ lạ. Đó lại không giống như sự quan tâm của một bác sĩ dành cho bệnh nhân, hoặc cũng có thể là do cô tự đa tình mà thôi. Mình khôi có chút bối rối vì câu hỏi của giai kỳ. Anh liền chuyển ánh nhìn sang hướng khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện, ngữ điệu cũng ngập ngừng không kém. Tôi... tôi chỉ lo lắng cho bệnh nhân của mình thôi, cô đừng nghĩ nhiều. Tôi cũng hy vọng là như vậy, nhìn xuống đồng hồ đeo tay Minh Khôi chợt nhớ ra có chuyện cần làm Anh quay sang phía cô Cười gượng bảo Cô ở đây đợi bạn nhé Tôi còn có bệnh nhân cần phải thăm khám Anh đi đi Minh Khôi gật đầu Thay cho câu trả lời Rồi nhanh chóng bước đi Ngay khi vị bác sĩ khuất dần về phía cuối hành lang Cánh cửa phòng bệnh đột ngột mở ra Thấy Định Tuấn bước ra ngoài Gia Kỳ vội vàng tới gần chỗ anh hỏi han đình tuấn tình hình thế nào rồi vết thương không nghiêm trọng chứ vốn tưởng đình tuấn sẽ vui vẻ trả lời dai kỳ nhưng anh lại lạnh lùng hất tay cô ra ánh mắt nhìn cô đặc biệt thay đổi vô cùng tức giận cô nhất quyết bắt tôi đến bệnh viện là để cô có cái cớ gặp người yêu thích chứ gì tuấn anh nói gì vậy em không hiểu người yêu nào em không có không có Tôi có phải thằng mù đâu mà không nhìn thấy những thứ đang diễn ra trước mặt. Cô thôi giả tạo đi. Nhưng mà... Không để Giai Kỳ có cơ hội nói thêm. Đình Tuấn nhanh chân rời đi, bỏ lại Giai Kỳ một mình trước dãy hành lang. Cô nhìn theo bóng anh, đang xà khuất, trong lòng xuất hiện rất nhiều thắc mắc. Phải chăng anh đang hiểu lầm chuyện gì đó không? Chủ đích cô đưa anh đến đây là vì lo lắng cho vết thương của anh. Vậy mà cuối cùng lại trở thành lý do để cô gặp mặt người yêu, trong khi bản thân cô lại không hề biết mặt. Gia Kỳ không thể để sự hiểu lầm này cứ thế tăng thêm, cô vội vàng đuổi theo sau Đình Tuấn, anh đi trước, cô lẹo đẹo theo sau, mãi cho đến khi ra khỏi bệnh viện mới có thể chặn được đường. Bị Gia Kỳ chắn trước mặt, Đình Tuấn châu mày khó chịu lớn tiếng quát. Tránh được. Em không tránh, em muốn anh giải thích những chuyện anh nói khi nãy. Tôi việc gì phải giải thích với cô? chuyện của cô cô tự đi mà tìm hiểu đình tuấn vẫn nhất quyết không chịu mở lời anh cứ thế đi lướt qua ngang người cô với tâm trạng bực bội nhưng không chỉ anh mà ngay cả giai kỳ cũng cảm thấy rất khó chịu khó chịu vì bị anh hiểu nhầm về một chuyện mà cô không hề hay biết lặng lẽ nhìn bước chân anh chầm rãi rời xa mình cô hiểu bản thân cô phải tự nhìn nhận vấn đề thay vì trông chờ lời giải thích từ một kẻ cứng đầu như anh nhớ lại những chuyện vừa xảy ra gia kỳ phát hiện lúc đình tuấn rời khỏi phòng bệnh cũng là lúc mình khôi rời đi sau khi kết thúc cuộc nói chuyện với cả những lời chăm chọc của thằng hùng lúc nó chở cô về dãy trọ xưa nay thằng hùng nổi tiếng hay tọc mạch chuyện người khác là chuyên gia trong việc mách lẹo chắc chắn khi nãy trong phòng bệnh cô không để ý nó đã nhắn linh tinh gì đó với đình tuấn nên anh mới nổi giận như vậy bỗng nhiên vừa rời khỏi phòng bệnh đã trách mắng cô cô lừa gạt anh để tới đây tìm người yêu xem ra hiểu lầm lần này không nhỏ dù sao đình tuấn cũng là người rất ghét nói dối những điều hiện tại chỉ là suy đoán nhất thời của giai kỳ cô không có một bằng chứng cụ thể nhưng thế nào cũng phải thử một lần biết đâu nguyên nhân chính khiến cho đình tuấn nổi giận là vì hiểu lầm mối quan hệ giữa cô và minh khôi giai kỳ nhanh chân chạy đến chỗ đình tuấn vội vàng giữ tay anh đôi chân đột ngột phải dừng bước vì một bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt phía sau đình tuấn quay người lại tỏ vẻ chán ghét lại gì nữa cô không để tôi yên được sao em với minh khôi không có chuyện gì hết không có quan hệ yêu đương gì cả anh ta là bác sĩ chữa trị cho em lúc còn ở bệnh viện giai kỳ không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề sự hiểu lầm này cô muốn giải thích rõ ràng Để không phải gây thêm rắc rối Hiện tại giữa cô và Đình Tuấn Chỉ đơn thuần là quan hệ Ông chủ và nhân viên Cô không nghĩ mình có nghĩa vụ Phải giải thích những vấn đề cá nhân Của bản thân với bất cứ ai Có điều Giai Kỳ lại muốn nói rõ Với Đình Tuấn một phần Vì sợ anh hiểu lầm Lý do khác là bởi sự thật Vốn dĩ là như vậy Đình Tuấn nghe Giai Kỳ nói Sắc mặt cũng dần trở nên vui vẻ hơn không còn cộc cằn giống như lúc trước nhưng trong lòng anh vẫn có sự hoài nghi về vị bác sĩ minh khôi kia đình tuấn nhíu mày tiến gần hơn về phía giai kỳ để tra khảo những gì cô nói đều là sự thật cô và tên bác sĩ kia không có gì với nhau phải em và bác sĩ khôi không có gì hết chỉ là bạn bè bình thường thôi vậy thì được nỗi lo lắng cùng với sự tức giận trong lòng đình tuấn nhanh chóng được buông bỏ, cả người anh giống như vừa trút được rất nhiều gánh nặng ra bên ngoài, nhà nhõm hẳn đi. Dù Đình Tuấn không nói, Gai Kỳ cũng thầm đoán ra được bộ dạng đắc ý của anh lúc này. Cô không muốn suy nghĩ sâu thêm, cũng không muốn biến bản thân thành kẻ suy si tình. Chỉ là cô không thể ngừng suy nghĩ về việc thái độ của anh khi nãy là đang quan tâm cô. Nhiều lần Đình Tuấn nói những lời khiến Gai Kỳ đau lòng. Và không ít lần anh nói sẽ không yêu một người như cô. Nhưng hành động của anh hoàn toàn trái ngược. Tùy cọc càng thua lỗ, mà rất để tâm đến từng chi tiết nhỏ. gia Kỳ bước thêm được một bước, tiến gần đến chỗ đình Tuấn. Cô khẽ nghiêng đầu, mái tóc dài xoả xuống. Đôi môi nở một nụ cười xinh đẹp. Tuấn, khi nãy anh ghen có đúng không? Đối mặt với câu hỏi bất ngờ của Giai Kỳ, Đình Tuấn đứng hình trong chốc lát Anh ngỡ ngàng lúng túng tới nỗi Không biết trả lời cô thế nào Miệng cứ lắp bắp Định nói nhưng rồi lại thôi Hệt như thể có thứ gì đó chen ngang Giai kỳ thấy như vậy Càng được nước làm tới Cô lại gần anh hơn Không ngừng dùng những lời lẽ khác Để trêu chọc anh Tuấn Sao anh không trả lời Hay là bị em nói trúng tim đen Trúng cái đầu cô đấy Tôi không ghen Giai Kỳ mắc chữ A, bồn chữ O ngạc nhiên Nhìn anh không chớp Ngữ điệu không một chút sợ hãi hay lo lắng Anh không ghen Không ghen mà chưa nghe em giải thích Đã vội vàng nói bác sĩ Khôi là người yêu em Không ghen mà giận dỗi Bỏ em một mình trong bệnh viện sao Trương Đình Tuấn Hai chữ không ghen của anh cũng lạ quá rồi đấy Lần đầu tiên em thấy sự không ghen tuông như vậy Đình Tuấn hoàn toàn bị những lời của Giai Kỳ nói làm cho đông cứng tại chỗ. Anh không thể viện minh cho chính mình, cũng không thể giải thích hành động bất thường của anh khi nãy. Vì dồn đến đường cùng, bản thân lại không cho phép anh hạ mình thừa nhận. Vậy nên Đình Tuấn đành phải dùng sự tức giận để giải vây. Giai kỳ, cô ảo tưởng quá rồi đấy. Tôi tại sao phải ghen tù với cô? Nằm mơ cũng không có đâu. Đi về đi. Dứt lời, Đình Tuấn nhanh chóng rẽ sang một hướng khác, tránh xa khỏi Giai kỳ rồi đi những bước thật vội vã. Giai Kỳ quay lưng lại phía sau, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của Đình Tuấn. Mặc dù anh không chịu thừa nhận cảm xúc của mình, nhưng hành động lại vô tình chứng minh tất cả. Giai Kỳ khẽ mỉm cười, rồi nhanh chóng bước theo sau anh trở về dãy trọ. Cả hai bắt một chiếc taxi giữa đêm khuya. Ở hàng ghế sau, mỗi người một ánh nhìn khác nhau, một suy nghĩ khác nhau. Cả một quãng đường dài như vậy, tuyệt nhiên không ai nói với ai một câu không phải giữa hai người không có chuyện để nói mà đơn giản là họ đang cho nhau không gian riêng quãng đường trở về dãy trọ không xa ngay khi chiếc taxi rời đi đình tuấn cũng dừng lại trước con hẻm nhỏ mà không đi theo giai kỳ nhận ra bước chân đình tuấn không còn theo sau mình giai kỳ bất giác quay người lại cô mỉm cười nói với anh em về trước đây anh nhớ cẩn thận vết thương trên người đấy Biết rồi, đủ nhiều chuyện. Giai kỳ khẽ cúi đầu rồi một mình đi sâu vào con ngõ nhỏ. Đình Tuấn đứng bên ngoài lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ bé, quất dần vào màn đêm tĩnh mịch mới an tâm hơn. Cô đã đi theo anh cả một chặng đường dài tới bệnh viện, đêm muộn rồi không nên làm phiền tới cô. Đình Tuấn cũng nhanh chóng rời khỏi con hẻm, trở về căn nhà quen thuộc của mình. Nhưng đôi chân anh đi chưa được bao xa từ sau lưng vàng lên giọng nói quen thuộc anh tuấn theo phản xạ đình tuấn lập tức quay người lại Hải xuất hiện trong tầm mắt anh hai người đàn ông đứng đối diện với nhau không một lời nhưng lại đủ hiểu đối phương đang muốn gì vậy là cả hai di chuyển tới một góc khuất để nói chuyện với nhau trong một con đường nhỏ đình tuấn dựa lưng vào tường hút thuốc lá làn khói trắng bay theo cơn gió loan tả mùi hương khắp xung quanh. Hải nhìn anh rồi dần chuyển ánh mắt xuống vết thương. Vết thương của anh thế nào rồi? Có nghiêm trọng không? Nếu nghiêm trọng thì tôi đã chết, chứ không có thời gian đứng đây nói chuyện với cậu đâu. Nghe được câu trả lời, Hải bật cười thành tiếng. Đình Tuấn từ trước đến nay luôn như vậy, luôn đi thẳng vào vấn đề bằng những lời nói rất khó nghe. Dù sao thấy Đình Tuấn an toàn sau vụ ẩu đả, Hải cũng đã yên tâm hơn. Cơn thèm thuốc trong người Hải một lần nữa tái phát khi liên tục phải ngửi khói thuốc từ Đình Tuấn. Mấy tháng qua, Hải đã cố gắng cài thuốc để không hút thuốc trở lại. Nhưng dường như cám dỗ của điếu thuốc quá lớn khiến anh không thể kìm lòng. Hải lấy trong người ra một điếu thuốc lá, châm lửa rồi rít một hơi thật dài thỏa mãn cơn thèm thuốc bao ngày qua. Đình Tuấn nhìn dáng vẻ, thỏa mãn của Hải, không nhìn được mà cười chế nhạo. Không phải mấy tháng trước có người nói sẽ bỏ thuốc lá sao? Tưởng thành công rồi chứ sao bây giờ lại hút trở lại như vậy chứ? Em vẫn không chịu nổi cơn cám dỗ. Hải thừa nhận chùa đã rất cố gắng cai thuốc lá trong mấy tháng qua, nhưng không thể thành công. Có những thứ dù muốn buông bỏ nhưng lại không dễ dàng làm được. Vứt điếu thuốc cháy dở xuống đất, Đình Tuấn dẫm chân lên dập lửa rồi nói: Nếu không bỏ được thì đừng cố cứ làm thứ mình thích tôi càng gò bó càng khiến cho bản thân sớm chết ngạt trong cái thùng kín giống như anh sao ý cậu là gì rõ ràng là yêu nhưng lại không dám thừa nhận còn dùng những lời lẽ độc ác nhất để nói với người con gái mình yêu đình tuấn sững sờ trước câu nói của hải điều mà bao lâu nay anh luôn giấu kín không ngờ sẽ có một ngày vì một kẻ sắt đá như hải phát hiện ra mặc dù bị nói trúng tim đen nhưng đình tuấn không biện minh mà thừa nhận bởi vì anh biết chuyện của đêm nay sẽ không bao giờ được nói ra Khóe môi đình tuấn khẽ nở một nụ cười chua chát anh không nhìn thẳng vào hải mà nhìn điếu thuốc lá đã tàn lùi dưới chân ngữ điệu có chút lắng xuống không còn hung hăng như trước cậu biết chuyện này từ bao giờ vứt đi điếu thuốc lá đã cạn hải thở dài bảo chuyện này cần phải biết sao mọi thứ diễn ra quá rõ ràng trước mắt đừng nói là tôi ngay cả mấy thằng ngốc trong quán cũng nhìn ra lộ liễu vậy à cũng có thể coi là như thế đi theo đình tuấn đã nhiều năm nay tuy chưa từng vẫn thiệp quá sâu vào đời tư của nhau nhưng bằng những hành động thường ngày cũng đủ đoán ra ngay từ khi giai kỳ xuất hiện đình tuấn hoàn toàn thay đổi mặc dù hiện tại anh vẫn luôn tỏ ra không quan tâm thậm chí là chán ghét nhưng vẫn không giấu nổi sự thật. Định Tuấn không phải là người giỏi nói dối. Hãy nhìn sang phía Định Tuấn, trầm tư một lúc rồi lên tiếng. Sao anh không bày tỏ với Giai Kỳ? Như vậy quan hệ của hai người sẽ dễ dàng hơn. Tôi không muốn cô ấy yêu một thằng mồ côi, côn đồ như tôi. Vậy tại sao? Đêm đó lại xảy ra chuyện. Chỉ là sự cố ngoài ý muốn đình tuấn đối với giai kỳ chưa bao giờ muốn tổn thương cô ngay cả việc cướp đi lần đầu tiên của cô cũng vậy anh biết bản thân mình như thế nào một thằng mồ côi đầu đường xó chợ lại giao du với giang hồ vết thương trên bụng anh là điển hình ở bên cạnh anh rất nguy hiểm đình tuấn không muốn giai kỳ vì anh mà phải chịu tổn thương anh không muốn cô gặp nguy hiểm vậy nên anh mới không dám đối diện với tình cảm của mình lừa dối cô và lừa dối chính bản thân anh chuyện đêm đó đình tuấn không hề muốn xảy ra anh không muốn lấy đi lần đầu tiên của giai kỳ chỉ vì bị bỏ thuốc mà không thể kiểm soát được bản thân đêm đó cũng là lần đầu tiên bị trúng loại thuốc mạnh đến như vậy khoảng thời gian đầu đình tuấn tiếp cận làm quen với giai kỳ vì anh thực sự muốn tìm hiểu cô muốn cô ở bên cạnh nhưng càng ở bên cạnh cô lâu hơn đình tuấn mới phát hiện ra mấy bọn giang hồ từ trước đến nay luôn cầm ghét anh, đã chuyển hướng sang dài kỳ. Để bảo vệ cô, anh buộc phải làm trái với quy luật tình cảm. Vốn dĩ, muốn nói lời chia tay trong đau đớn, rồi đuổi cô đi thật xa, nhưng không ngờ hai người lại xảy ra quan hệ. Không còn cách nào khác, phóng lao đành phải theo lao. Gần đây thấy Định Tuấn không còn gần gũi với giai kỳ, đám giang hồ cũng đã tha cho cô, không còn lãng vãng quanh dãy trọ tuy không thể nói những lời thật lòng nhưng ít nhất anh có thể bảo vệ được cô Hải tựa lưng vào thành tường ánh mắt thôi không nhìn đình tuấn anh ta thấp giọng hỏi sau đây anh định thế nào nếu có người yêu cô ấy thật thì gã đi chứ sao có lẽ trong tình yêu không nhất thiết phải bên cạnh nhau thấy người mình yêu hạnh phúc đó cũng là một loại của tình yêu sang đến hôm sau màn đêm buông xuống cũng là lúc những cô gái ngành bắt đầu làm nghề tiếng nhạc đinh tai nhức ốc phát ra từ quán bar cùng với những ánh sáng nhiều màu sắc lấp lánh khắp hộp đêm hôm nay những vết thương trên mặt giai kỳ đã khá hơn mặc dù chưa hết hoàn toàn nhưng cô có thể đi làm trở lại hơn nữa đêm nay có khách hay không đối với giai kỳ cũng không quá quan trọng bởi cô chẳng có lý do để nhọc công làm việc cả buổi sáng giai kỳ đợi bố dường đến lấy tiền nhưng lại không thấy bóng dáng ông ta đâu cô đã gọi vào số máy của ông rất nhiều lần lần nào cũng nghe được một câu số điện thoại đang thuê bao chẳng biết là ông đang phải trốn nợ không thể nghe máy hay còn lý do nào khác giai kỳ vẫn đứng đợi để đưa tiền cả buổi sáng không thấy tung tích giai kỳ cũng không muốn đợi thêm nếu ông ta đã không đến cô coi như ông ta không cần số tiền này Vậy nên chuyện tiếp khách xin tiện không quá quan trọng. Ngồi trong phòng đợi Hải phân công, Giai Kỳ nếp mình vào một góc trên chiếc ghế nhung, rồi vô tình nghe được cuộc nói chuyện của mấy cô gái khác. Hình như họ đang nhắc đến Hơn. Giai Kỳ nghe thoáng qua, mấy người họ nói đêm qua Hơn trở về trong tình trạng người đầy thương tích. Chân tay đều bị đánh đến thầm tím, ngay cả mặt cũng có vài vết xước lớn nhỏ. Thiếu chút nữa thì nhập viện. Cũng chính vì bị đánh nặng như vậy Nên hôm nay hơn không thể đi tiếp khách Giai kỳ nghe xong những lời này Trong lòng đột nhiên cảm thấy rất kỳ lạ Đêm qua trong lúc Cùng với thằng Hùng trở về dãy trọ Giai kỳ vẫn còn thấy hơn vui vẻ Khoát tay một vị khách giàu có trên vỉa hè Chẳng phải thú vui tình dục của vị khách kia quá nặng Hại hơn đến nỗi không thể ra khỏi phòng đấy chứ Mới chỉ suy đoán thôi Giai kỳ đã nổi hết cả da gà và sợ tóc gáy Hân cũng có thể xem là gái ngành lâu năm trong quán bà Vậy mà cô ta còn không thể chịu đựng nổi Ngược lại nếu là cô Vô tình gặp phải loài khách như vậy Chắc cũng không thể giữ nổi cái mạng mà trở về Mãi mê chìm đắm trong những suy nghĩ riêng tư gia kỳ không hề biết Hải đã bước vào bên trong Anh ta tiến lại chỗ cô Thấy cô đâm chiêu Liền lớn tiếng gọi Giai kỳ, âm thanh lớn bất ngờ truyền đến bên tai khiến giai kỳ giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ cô vội thu lại ánh mắt lờ đỉnh ngẩng đầu lên thì bắt gặp hải đang đứng trước mặt cô vội vàng đứng lên cúi đầu xin lỗi anh hải tôi không biết anh tới tôi xin lỗi không cần phải xin lỗi bây giờ cô đến phòng viết không ba tiếp khách khách đang đợi cô ở đó tiền sẽ được thanh toán sau phục vụ cho tốt dạ vâng em biết rồi Giai Kỳ cúi đầu rồi nhanh chóng rời khỏi phòng chợ, đến căn phòng viết mà Hải nhắc tới. Đây có lẽ là lần đầu tiên cô đi khách mà suôn sẻ như vậy. Mấy lần trước, không phải gặp bọn đẹo cán thích chơi tập thể thì cũng bị Đình Tuấn phá đám. Giai Kỳ hy vọng lần này công việc kiếm tiền sẽ diễn ra thuận lợi và cô cũng mong vị khách đặt mình đã có gia đình. Sau lần bị đánh ghen tới nỗi nhập viện, Giai Kỳ đã sợ cho đến già. Dạ. Đứng trước cửa phòng bếp, Giai Kỳ chỉnh lại váy cho gọn gàng, rồi hít một hơi thật sâu, lấy tinh thần. Không một tiếng gõ cửa, Giai Kỳ trực tiếp bước vào bên trong. Cô nở nụ cười trên môi, niềm nở chào đón khách, mặc dù trong lòng vẫn có chút không tự nguyện. Em là nhân viên được anh gọi đến, không biết anh muốn dùng dịch vụ gì? Dịch vụ nói chuyện qua đêm có được không? Giai Kỳ nghe giọng nói này thực sự rất quen thuộc giống như thể đã từng nghe ở đâu đó. ngẩng đầu lên nhìn người đàn ông đối diện, có lẽ do ánh đèn vàng trong phòng và khoảng cách vẫn còn xa, nên cô chưa thể nhìn rõ người đàn ông kia là ai. Giai kỳ bước thêm vào vài bước, nhiều mắt để nhìn kỹ hơn. Lúc này Giai kỳ mới phát hiện ra người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế nhung đời cô chính là bác sĩ Khôi. Minh Khôi quay sang nhìn Giai Kỳ đang đứng bất động trong sự bàng hoàng anh bật cười rồi nhìn cô lên tiếng tôi có phải người ngoài hành tinh đâu mà cô nhìn tôi ghê như vậy giai kỳ vội vàng thu lại ánh mắt ngạc nhiên cũng bởi vì cô không tin người trả tiền đêm nay của cô lại chính là minh khôi nên nhất thời không điều tiết được cảm xúc giai kỳ bước vội đến chỗ minh khôi cô ngồi xuống bên cạnh anh hỏi anh thực sự là người đã bỏ tiền ra để qua đêm với tôi sao không Cô nói qua đêm thì nghe hơi quá đấy Lần trước cô nói cô làm ở đây Nên tôi mới trả tiền cho họ Để được gặp cô thôi Ánh mắt dai kỳ dần trở nên khác thường Cô nhíu mày nghi hoặc hỏi Anh đến đây bao gái mà không chơi gái Là thật đấy Hay là anh còn ý đồ gì khác Tôi... tôi làm gì có ý đồ chứ Tôi chỉ muốn đến gặp cô Để nói chuyện chút thôi Mấy thứ khác tôi không có hứng thú Nghe những lời giải thích vụn về của Minh Khôi, Gia Kỳ vẫn không đặt tròn niềm tin. Cô cảm thấy anh có rất nhiều điều bất thường. Đàn ông từ bên ngoài đến đây mua gái, đều để thỏa mãn, vậy mà anh lại tới tìm người để nói chuyện. Nghĩ lại thì nơi này là chỗ thỏa mãn dục vọng đàn ông, không phải tìm bàn để tâm sự. Gia Kỳ lấy một quả nho tím, đặt trên bàn, ngang nhiên cắn một miếng, rồi nhìn Minh Khôi thở dài. Nếu anh đến đây để tìm người nói chuyện, thì anh đi sai chỗ rồi đấy Chỗ này chúng tôi mở ra Chủ yếu để phục vụ đàn ông Anh làm như vậy là đang muốn mở thêm Một dịch vụ mới Ở quán sao Minh Khôi cười trừ Ánh mắt chăm chú nhìn Giai kỳ không rời nửa bước Anh thấp giọng treo chọc Tôi không có ý mở thêm dịch vụ trong quán Nhưng mà không phải người đàn ông nào tìm đến đây cũng để thỏa mãn Giống như anh sao bị Giai Kỳ đoán trúng Minh Khôi không nói được chỉ cười cười rồi gật đầu đáp. Từ ngày quen biết Minh Khôi, Gia Kỳ phát hiện vì bác sĩ trẻ tuổi này có rất nhiều điều khác thường ngày, cả hành động cũng vô cùng khó hiểu. Nếu anh đến đây tìm cô, chỉ để nói chuyện, thì thật lạ bởi vì hai người hoàn toàn có thể gặp nhau ngoài giờ làm của cô. Trong phút chốc, Gia Kỳ bỗng hiện lên một suy nghĩ. Cô nghi ngờ không chắc chắn, nên chậm rãi lại gần Minh Khôi hỏi nhỏ. Bác sĩ Khôi, có phải anh đang bị căn bệnh khó nói rồi đúng không ánh mắt giai kỳ thể hiện rõ sự nghi hoặc khi nhìn minh khôi cô sợ vì bác sĩ khoa ngoại này có điều thầm kín không thể nói cũng có thể là đang che giấu bí mật nào đó dù sao trên đời không phải căn bệnh nào cũng được chữa minh khôi nhanh chóng nhận ra sự nghi ngờ cùng với ẩn ý trong lời nói của giai kỳ anh nhìn xuống dưới hạ thân rồi vội vàng lên tiếng biền minh không phải như cô nghĩ tôi không có bệnh gì hết không có bệnh mà đến đây trả tiền cho gái chỉ để nói chuyện thôi sao lạ thật đấy tôi đã nói rồi không phải người đàn ông nào đến đây cũng để thỏa mãn sự nghiêm túc trong từng lời nói của minh khôi khiến giai kỳ cảm nhận được anh không nói dối có lẽ không phải bất kỳ người đàn ông nào đến đây đều muốn thỏa mãn dục vọng minh khôi lặng lẽ nhìn giai kỳ chăm chú nhìn vào đôi mắt cô anh chỉ thấy nỗi buồn. Không biết trong quá khứ, cô đã phải trải qua bao nhiêu chuyện, chịu biết bao nhiêu tổn thương, mà bây giờ lại hoài nghi đối với đàn ông như vậy. Từ trước đến nay, mình ngồi chưa từng đến những nơi giống như vậy. Càng không biết sẽ có dịch vụ qua đêm. Lý do anh đến đây đơn thuần là muốn gặp lại giai kỵ. Bầu không gian tĩnh lặng nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Cách biệt quá lớn về thân phận nên họ không thể tìm ra tiếng nói chung giai kỳ không thể nói về những kiến thức y khoa còn minh khôi thì hoàn toàn không biết gì về cái gọi là thế giới ngầm nhưng sự im lặng này không kéo dài mãi đến khi giai kỳ chủ động nói dù sao thì minh khôi đã bỏ tiền mua cô đêm nay chỉ để nói chuyện với cô thì cô cũng nên làm tốt trách nhiệm của mình nhẹ nhàng quay người sang phía minh khôi giai kỳ lên tiếng anh bao tôi để nói chuyện bây giờ anh nói đi chuyện gì tôi cũng nghe và trả lời anh cô nói thật dĩ nhiên vẫn là những thứ mà tôi trả lời được minh khôi gật đầu hiểu ý thực ra anh có rất nhiều điều thắc mắc về cô nhưng lại không dám mở lời để hỏi bởi những chuyện anh muốn hỏi một phần đều liên quan đến cuộc sống riêng của giai kỳ nhưng vì cô đã mở lời trước nên anh cũng bớt căng thẳng hơn minh khôi hít một hơi thật sâu thắng giọng hỏi cô làm công việc này bao lâu rồi cũng được một vài tháng lúc trước tôi vào quán bar chủ yếu là nhân viên phục vụ sau một đêm liền trở thành gái ở đây sau một đêm đêm đó xảy ra chuyện gì sao không có gì chỉ là cú sốc đầu đời thôi giai kỳ vừa dứt câu những hình ảnh về buổi tối đó cùng với đình tuấn lại một lần nữa xuất hiện trong đầu cô mặc dù sau khi kết thúc đình tuấn đã thẳng thừng từ chối không chịu trách nhiệm nhưng giai kỳ không oán hờn anh cô biết một khi đã bán vào đây Thì sớm hay muộn cô cũng sẽ phải làm công việc Phục vụ đàn ông Đáng tiếc Ngày đầu nghe dài lên thành phố Giai kỳ lại tin bản thân sẽ có một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ đẹ. Người đối diện không muốn nói Mình cũng không gặn hỏi thêm Có lẽ đối với Giai kỳ Đêm đó là một đêm kinh hoàng Đến nỗi cô không muốn nhớ đến Minh Khôi hỏi những chuyện quá khứ của Giai Kỳ vì muốn hiểu rõ hơn về cô hiểu rõ hơn về cô gái đặc biệt đột ngột xuất hiện trong đời anh lúc đầu gặp giai kỳ trong bệnh viện minh khôi luôn cảm thấy giai kỳ là một cô gái có vẻ ngoài yếu đuối nhưng vô cùng mạnh mẽ mặc dù hơn một tuần không ai đến thăm bệnh cô nhưng cô vẫn luôn tươi cười lạc quan và tự mình chăm sóc bản thân gặp lại sau khoảng thời gian xuất viện minh khôi thấy giai kỳ thay đổi hẳn từ cách ăn mặc đến nói chuyện Điều không còn dịu dàng ngây ngô như trước, cô không còn giống một đứa gái quê mới chập chững lên thành phố mà như một người đã có kinh nghiệm trong công việc này rất nhiều năm, mặc dù cô còn rất trẻ. Có lẽ, thứ gọi là cuộc sống đã khiến cô gái hồn nhiên trở nên biến chất. Nhưng sự mạnh mẽ trong giai kỳ chưa bao giờ thay đổi, nó chỉ càng tăng lên. Minh Khôi thực sự rất ngưỡng mộ điều này ở giai kỳ, cô dám làm những điều mà bản thân nghĩ và suy nghĩ cho bản thân Không giống như anh Luôn phải nghe theo người khác Hơn hai mươi năm qua Anh chưa một lần được sống theo ý muốn Sự im lặng bất thường của Minh Khôi Khiến Giai Kỳ bân khoăn Cô rõ ràng Anh là người muốn biết chuyện của cô Vậy mà sau khi nghe chuyện Lại im lặng không nói Giai Kỳ khẽ nghiêng đầu chăm chú Nhìn Minh Khôi Anh ngồi im một chỗ Ánh mắt đâm chiều nhìn thẳng về một hướng không dịch chuyển. Giai Kỳ không hiểu vì sao trong lòng cô, cô lại cảm thấy Minh Khôi là một người rất đáng thương. Khi nhìn vào mắt anh, cô chỉ toàn thấy sự buồn bã, cô đơn. Đó lại chẳng phải sự cô đơn vì công việc bác sĩ vất vả, không có thời gian lo cho bản thân. Mà là sự cô đơn trong một điều không thể chia sẻ. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 3 của bộ truyện Xin mời quý vị hãy tiếp tục theo dõi những diễn biến mới nhất của bộ truyện này được phát sóng vào 19 giờ 45 phút mỗi ngày trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Còn bây giờ Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối ngủ ngon giấc.